Những ngày qua, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội lan truyền câu chuyện tình cảm của nam thanh niên với tên Mèo Béo, sinh năm 2003, Hồ Nam, Trung Quốc, với bạn gái hơn cậu 6 tuổi tên Đàm Trúc. Sau khi tìm hiểu qua câu chuyện, ai cũng đau xót cho Mèo Béo đồng thời phẫn nộ với hành động và thái độ của bạn gái anh chàng. Mới đây, nữ TikToker, người được Quang Linh Vlog gọi là chị ruột đã lên tiếng vạch rõ bản chất kiểu con gái như Đàm Trúc. Theo đó, trong một lần livestream, Hằng Du Mục đã bàn luận về vấn đề này. Cô nói, mặc dù biết con gái bên đây nó hay thực dụng trong cái việc đó, nhiều đứa quan trọng vật chất hơn là tình cảm là Hằng quá quen thuộc rồi. Mình nghe rất nhiều câu chuyện, rất nhiều chuyện nó xảy rồi, ngay trong cuộc sống anh chị em bạn bè các thứ là Hằng có gặp hoài luôn. Là thấy nó ấy lắm nhưng chưa thấy một ai mà tuyệt tình tới cỡ này. Đọc mà buồn lắm, không dám đọc sâu sợ phải nghĩ tới, không vui được. Có những đoạn người ta chụp đoạn tin nhắn lại đó mọi người. Bên mình đăng mới một phần chứ bên Trung người ta đăng hết còn giữ nữa. Có cả những đoạn tin nhắn Mèo Béo nhắn cho bạn bè các thứ, vay tiền bạn bè để ăn cơm, đọc mấy cái đó buồn lắm, tội nghiệp. Thằng bé đó nhỏ tuổi hơn bà kia, quen biết nhau qua game. Thằng bé nó chuyên đi kéo trong game, nó sẽ được tiền. Lúc đầu nó cũng bình thường, lúc đầu nó đâu có chủ động làm quen bà này đâu. Không phải mà bà này chủ động làm quen thằng nhỏ. Rồi kêu nó đưa bà lên cấp bậc trong game để lên level. Ban đầu thằng bé trả lời cũng lạnh lùng lắm. Coi như người mới quen thôi, bà này cứ nhắn tin hoài. Mọi người sẽ thấy khi người ta muốn đạt được mục đích gì thì người ta sẽ rất là nhiệt tình với mình. Nhắn tin trước, sau khi ăn cơm, rồi đi ngủ, dặn dò các thứ. Xong từ từ, mọi người tưởng tượng một người con trai đang không có gì mà tự nhiên có đứa con gái đi lên cả ngày nhắn tin quan tâm mình, cũng đẹp gái nữa, ngọt ngào các thứ nữa. Kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có một bữa bà đi chơi với bạn về xong bà nhắn tin cho thằng nhỏ mà không biết thiệt không hay bà lấy ra một câu chuyện bà nói thì mình cũng không biết nữa. Bà nói là hôm nay chị đi chơi với bạn, bạn ai cũng có người yêu mà có một mình chị không có. Chị buồn quá, không được thoải mái trong người, chạnh lòng. Xong cuối cùng mới bắt đầu kêu là làm bạn trai của chị được không, từ lúc đó xong rồi, yêu đương qua mạng. Tới lúc bòn, đến tới với thằng nhỏ có mục đích chứ không có yêu thương gì, cảm giác bà không thích nó. Tụi con gái để ý xem, khi thích ai một cái nhá, để mình mở miệng ra xin một món gì mấy chục triệu mà chưa gặp là mình rất là ngại. Ví dụ ly trà sữa hay gì nhỏ nhỏ thì ok, còn đằng này một cái lắc tới 34 đến 35 triệu thì biết ngay rồi. Từ những tin nhắn đầu tiên là đã nhìn ra rồi, mà thằng bé cũng đồng ý cho luôn. Hằng nghĩ thằng bé sao có thể dễ dàng đồng ý, hết cái đó rồi tới cái khác, rồi đến tiền này tiền kia, xin tiền thằng nhỏ đầu tư tiệm hoa. Thằng bé có hỏi bà một câu là, nếu như em với anh có chia tay rồi thì anh có đòi số tiền anh đầu tư tiệm hoa cho em không? Nghe tới câu đó, mình mới nhận ra là sao nó lại nghĩ đến cái này. Nếu mà nó yêu thật lòng, không bao giờ hỏi ra cái câu đó. Chắc trong đầu có toan tính mình muốn chia tay với nó, nhưng không biết chia tay nó có đòi quà, đòi tiền hay không thì mới bắt đầu nhử nhử thằng nhỏ. Nên mới hỏi cái câu đó, đúng không mọi người?